Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với podcast DeFi Discussion. Đây là series mà chúng ta sẽ ngồi xuống trò chuyện cũng như là chia sẻ với nhau những góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường crypto và đặc biệt là thị trường DeFi. Tuy nhiên là trước khi đi vào thảo luận cái nội dung chính của DeFi Discussion tuần này thì chắc là chúng ta sẽ dành đôi chút thời gian để gặp lại một vị khách mời, một người đồng hành rất là quen thuộc với chúng ta trong chuỗi podcast này. Ok, hello, xin chào Tiến và rất vui khi lại có cơ hội được gặp Tiến ở trong DeFi Discussion tuần này. Ok, xin chào anh Nguyên cùng tất cả những cái bạn khán giả đang nghe DeFi Discussion tuần này. Thật rất là vui khi là được có cơ hội ở đây ngồi cùng với anh Nguyên trò chuyện về những cái chủ đề thú vị liên quan tới thị trường DeFi cũng như là thị trường crypto trong tuần vừa qua. Ok, thì chắc là nếu như là một người theo dõi cái series này đều đặn mỗi thứ hai hàng tuần thì anh em cũng biết là thời gian gần đây nếu như mà đảo lại thì cá nhân bọn mình cũng ngồi đảo lại thôi thì cũng thấy là những cái chủ đề gần đây thì đâu đó nó nói khá là nhiều về hệ sinh thái Ethereum nói riêng cũng như là những cái mạng lưới roll-up hoặc là những cái giải pháp nói tạm gọi chung là thuộc cái hệ sinh thái EVM. Thì trong tập tuần này chúng ta sẽ thay đổi khẩu vị một xíu. Mình với Tiến sẽ dành thời gian để nói về một cái khái niệm đâu đó nó sẽ gọi là nó hơi đối nghịch với lại những cái nội dung mà chúng ta nói trong những tuần vừa rồi. Thì tuần này chúng ta sẽ dành thời gian để nói về những cái hệ sinh thái, các cái giải pháp nó tạm gọi là cái nhóm non EVM, một cái giải pháp sử dụng những cái hệ thống máy ảo khác không tương thích với Ethereum. Tuy nhiên là với nhiều anh em khi mà lần đầu nghe về cái khái niệm máy ảo thì có thể đôi chút hơi băn khoăn một xíu, cũng chưa hình dung rõ được là cái khái niệm này là gì. Thì chắc là cái vấn đề đầu tiên muốn nhờ Tiến làm rõ đó là nếu được đưa ra ba cái gạch đầu dòng để nói về virtual machine thì Tiến sẽ chọn đó là ba cái gạch đầu dòng nào, và nhấn mạnh là những cái gạch đầu dòng này phải thật là đơn giản và nó sát với lại những cái người dùng phổ thông nhất, chứ cũng không phải là một cái khái niệm gì đó nó quá kỹ thuật, một cái khái niệm gì đó nghe nó khá là đáng sợ. Thì không biết Tiến sẽ liệt kê ra ba cái ý đó là ý nào. Yeah, thì cái khái niệm virtual machine thì chắc là đối với mình nghĩ là phần lớn những cái nhà đầu tư cá nhân cũng như là một số những cái bạn mới vào thị trường crypto, chúng ta sẽ có thể nói là khá là lạ lẫm đối với lại những cái thuật ngữ như thế này. Thì thực ra mà nói thì cụm từ virtual machine nó khá là đơn giản. Nếu nói một cách bình thường thì cái virtual machine về cơ bản định nghĩa của nó là một cái dạng máy giả lập. Tức là ví dụ như ắt hẳn trong sử dụng chúng ta đúng không? Bình thường chúng ta hay sử dụng những cái, ví dụ chúng ta sử dụng những cái hệ điều hành. Thì ví dụ chúng ta đang muốn cài một cái phần mềm nào đó mà cái phần mềm đó lại chỉ có thể chạy được trên máy Windows, thì lúc đó chúng ta sẽ lên mạng tìm cách tạo một cái máy tính, một cái máy giả lập, và chúng ta cài cái hệ điều hành Windows lên trên cái máy giả lập đó để có thể tải cái phần mềm đó xuống và sử dụng. Thì lúc này đây thì chúng ta đã vô hình chung tạo ra một cái virtual machine, nó khác với lại cái đang hoạt động với hệ điều hành Windows, và nó sẽ khác với lại cái hệ điều hành chính của chúng ta là macOS. Thì đó là một cái thuật ngữ cơ bản của cái gọi là virtual machine. Yeah, thì ok, đó là ý đầu tiên. Còn đến với cái lĩnh vực blockchain thì sao? Khi mà chúng ta đến với lĩnh vực blockchain, chúng ta có thể sẽ nghe rất là nhiều tới những cái thuật ngữ giống như là EVM là nhiều đúng không? Chúng ta sẽ nghe tới những cái blockchain EVM rồi liên quan tới EVM vân vân. Thì chúng ta đều biết rằng là, nói qua lại một xíu thì chúng ta đều biết rằng là Ethereum là blockchain đầu tiên cho phép gọi là triển khai những cái smart contract để xây dựng những cái DApp trong cái hệ sinh thái của mạng lưới Ethereum. Yeah, thì kể từ đó những cái blockchain sau này được sinh ra đúng không? Thì về mặt lý thuyết những cái blockchain sau này được sinh ra, trên những blockchain đó những cái node sẽ chạy, về mặt lý thuyết nó sẽ chạy một mạng lưới giống như Ethereum. Và từ đó chúng ta sẽ gọi những cái blockchain này là sẽ có blockchain EVM, tức là những blockchain có thể tương thích với lại Ethereum. Tức là những cái DApp này, những cái smart contract này mà hoạt động được trên Ethereum sẽ có thể hoạt động được trên những cái blockchain này. Thì cái thuật ngữ đó chúng ta có thể hiểu là những cái blockchain EVM, và chúng ta có thể hiểu thuật ngữ EVM như vậy. Tức là nó là một cái môi trường để quản lý cái virtual machine ở trong không gian blockchain, là một cái môi trường và nó quản lý những cái số dư, những cái trạng thái của blockchain ở từng thời điểm khác nhau.
Dạ đúng rồi, có thể hiểu một cách cơ bản là như vậy. Nó là một cái quy luật, nó là một cái quy luật để xử lý những cái hoạt động ở trong blockchain. Thì nó cần một cái môi trường như là virtual machine. Rồi ok. Thì một cái sau chúng ta sẽ phát triển lên thị trường lĩnh vực blockchain phát triển, rồi thị trường crypto phát triển lên, và chúng ta bắt đầu xuất hiện những cái blockchain mới, chúng ta gọi là blockchain EVM, non-EVM. Tức là những cái blockchain này nó giống như anh Nguyên nói, một cái virtual machine, một cái máy ảo, tức là giống, nó giống như một cái xương sống của một cái blockchain. Nó sẽ có những cái quy luật riêng, những cái bộ nguyên tắc riêng để các smart contract có thể hoạt động trên đó. Và những cái non-EVM blockchain này nó sẽ là những cái blockchain nó có cái bộ quy tắc, nó có cái tiêu chuẩn khác với lại cái blockchain Ethereum đó. Và thì những cái blockchain như vậy thì chúng ta sẽ gọi là những cái blockchain non-EVM. Nó sẽ có cái cách mà xác thực giao dịch khác này, cái cơ chế consensus khác này, cái việc mà đảm bảo bảo mật khác này, cũng như là cái khả năng tương tác khác. Ví dụ như là chúng ta có những cái blockchain non-EVM có thể kể như là Solana, rồi Sui, rồi Aptos đó, vân vân như vậy. Thì cũng chia sẻ với anh em một xíu là lý do tại sao mà bọn mình chọn cái chủ đề nói về các cái nền EVM trong tập tuần này. Thì rõ ràng là nếu như đảo sơ qua những cái nội dung ở trên mạng xã hội X thì anh em cũng thấy là các cái blockchain thuộc cái mảng nền EVM thì họ cũng có rất là nhiều những cái cập nhật cũng như là thay đổi về sản phẩm trong thời gian gần đây. Thì chắc là phần này sẽ muốn biết là Tiến có cái thông tin hoặc là cái thu thập gì đó, một cái cập nhật hoặc là một cái thay đổi gì đó, hoặc là một cái đơn giản là một cái tài liệu gì đó liên quan đến các cái blockchain nền EVM. Nhưng mà những cái nền EVM này nó sẽ không phải là kiểu như là Solana hay là Sui hay Aptos mà Tiến có đề cập hồi nãy. Tại vì chúng ta biết là Solana về cơ bản nó cũng khá là biệt lập với Ethereum, đúng không? Sui với Aptos thì cũng khá là biệt lập, không những là về mặt kỹ thuật mà là còn về mặt thanh khoản nữa. Tại vì chúng ta cũng khá là ít thấy những cái cầu nối làm sao để đưa cái dòng tiền từ Ethereum qua những cái hệ sinh thái nền EVM kiểu như thế này. Thì đó là một cái nhóm chúng ta tạm chia ra với nhau như vậy, là một cái nhóm nền EVM. Còn cái phần này thì chắc là mình dành thời gian để mình nói về các cái blockchain nền EVM, nhưng mà nó lại đè lên trên nền, nó tận dụng những cái nguồn lực của Ethereum. Thì không biết là Tiến có cái thông tin hoặc là cái gạch đầu dòng là thú vị về cái nhóm này không? Còn cái nhóm mà hoàn toàn tách biệt thì chắc là chúng ta sẽ dành thời gian nói sâu hơn ở cái phần sau. Yeah, thì đúng như anh Nguyên nói, thì theo thời gian phát triển thì đã tới thời điểm hiện tại chúng ta có rất là nhiều những cái hệ sinh thái, những cái blockchain non-EVM như là Solana này, Sui hoặc là Aptos. Yeah, thì về mặt cơ bản thì chúng vẫn tương đối là gọi là tách biệt đối với lại Ethereum của những cái blockchain EVM khác ở thời điểm hiện tại, với những cái tiêu chuẩn, cái chuẩn token riêng, rồi cái bộ công cụ riêng, cái ngôn ngữ phát triển lập trình riêng. Thì tất nhiên vẫn sẽ có những cái giải pháp người ta đang xây dựng ở thời điểm hiện tại, họ muốn có một blockchain non-EVM nhưng mà họ vẫn muốn có phần nào đó tương thích với lại những cái tương thích với Ethereum và những cái blockchain EVM khác. Bởi vì chúng ta đều biết là ở thời điểm hiện tại hệ sinh thái của những cái blockchain EVM và bản thân Ethereum vẫn là nơi mà có nguồn lực dồi dào nhất, chúng ta có những cái DApp phát triển nhất, chúng ta có nhiều tài nguyên, tiền bạc, rồi chúng ta có người dùng, chúng ta có đội ngũ phát triển, rồi tất cả những cái thứ liên quan tới ngôn ngữ lập trình, những cái bộ công cụ, những cái blockchain EVM vẫn là nơi đang phát triển nhất. Và họ vẫn muốn tận dụng những cái nguồn tài nguyên dồi dào đó. Thì đã có một số những cái dự án họ đã nghĩ tới cái việc là xây dựng một cái virtual machine. Nó không phải là EVM, không phải là Ethereum Virtual Machine, nhưng mà nó vẫn có khả năng tương thích với lại những cái blockchain EVM như vậy. Tiêu biểu thì mình có thể nói đến một số những cái dự án, ví dụ như là Fuel họ xây dựng một cái Fuel Virtual Machine. Nó được phát triển dựa trên cái ngôn ngữ lập trình là Rust của Solana, phát triển dựa ngôn ngữ lập trình là Rust giống như của Solana được phát triển từ Rust. Nhưng mà họ vẫn có khả năng tương thích với lại những cái blockchain EVM khác, có thể tận dụng được cái nguồn tài nguyên cũng như là cái nguồn vốn, những cái nguồn vốn từ những cái hệ sinh thái lớn như vậy. Tức là họ là một cái gọi là một cái môi trường để phát triển các cái roll up, đúng không? Vẫn có một cái hệ thống máy ảo riêng là Fuel VM và một cái ngôn ngữ riêng là Sway, một cái ngôn ngữ mà nó cũng lấy cái cốt lõi cũng khá là tương đồng với Rust, thì có thể là nó sẽ thu hút được một cái lượng developer khác quen thuộc với cái ngôn ngữ đó hơn. Còn một cái giải pháp khác nữa, thì cái giải pháp này thì nó cũng không hẳn gọi là một blockchain riêng, đúng không? Vì chúng ta đều biết là một cái blockchain thì chúng ta phải đảm bảo được những cái cơ chế giống như là
một cái execution layer, một cái consensus layer, rồi một cái settlement layer, với lại một cái lớp data availability. Thì blockchain phải đảm bảo những cái yếu tố như vậy. Thì có những cái giải pháp họ đang xây dựng, ví dụ như mình đang nói tới ở đây là Fluent. Thì Fluent là một cái dự án họ đang xây dựng một cái lớp execution gọi là plain. Thì về mặt lý thuyết thì họ sẽ kết hợp giữa những cái blockchain có cái virtual machine giống như là Solana này. Còn Solana chúng ta có gọi là Solana virtual machine là SVM. Chúng ta có những cái blockchain EVM, Ethereum virtual machine, và những cái blockchain sử dụng là Wasm, tức là những cái blockchain mà sử dụng Cosmos virtual machine kiểu như vậy. Thì họ sẽ kết hợp những cái DApp được xây dựng trên những cái execution những cái virtual machine này, và họ xây dựng lên một cái lớp execution layer ở bên dưới, và họ gọi là cái lớp plain virtual machine. Thì tất cả những cái giao dịch này, rồi những cái transaction mà được thực hiện trên những cái lớp bên trên á, những cái virtual machine bên trên sẽ được gửi lại về cho cái lớp gọi là sẽ gọi đây là một cái lớp là reduce WAM assembly virtual machine. Đó là cái tên gọi của họ, tức là một cái lớp RWASM VM, là cái lớp reduce WAM assembly machine. Họ sẽ gửi xuống những cái lớp này, và họ sẽ sao nấu sau đó để chúng có thể gọi là được có khả năng tương tác với nhau. Nói chung thì theo như mình tìm hiểu thì dự án này vẫn đang nằm ở trên gọi là document là chủ yếu, nhưng mà đây cũng là một cái ý tưởng gọi là tương đối, theo mình thấy là tương đối là hay, để có thể kết hợp được những cái hệ gọi là những cái virtual machine này lại với nhau, từ đó kết hợp lại những cái nguồn lực từ những cái hệ sinh thái gọi là chúng ta vốn từ biết từ trước đến nay vốn là khá là tách biệt với nhau, như Solana, Ethereum và Cosmos đó, chúng ta kết hợp lại để tận dụng được tối đa những cái nguồn tài nguyên đến từ những cái hệ sinh thái như vậy. Có thể gọi là một cái tức là cái nhóm này á, nếu mà nghe Tiến chia sẻ nãy giờ thì có thể thấy nó có một cái điểm chung, đó là những cái mạng lưới, tạm gọi là mạng lưới đi, tại vì đâu đó nó không có đủ tác vụ của một blockchain, thì những cái mạng lưới này để mà tận dụng được cái nguồn lực của Ethereum ở phía dưới và vẫn có thể gọi là tận dụng được cái khả năng xử lý song song, hay là tăng cái tốc độ xử lý của các cái mạng lưới này bằng những cái hệ thống máy ảo khác, alternative virtual machine, thì công thức chung của họ là đâu đó họ sẽ chỉ tập trung vào cái lớp execution thôi, đúng không? Tức là đâu đó những cái phần consensus hoặc là những cái tài sản làm sao để làm cầu nối thanh khoản thì nó vẫn là lấy gốc từ Ethereum. Thì những cái mạng lưới thuộc cái nhóm non EVM kiểu như thế này thì họ sẽ tập trung vào xử lý cái phần execution. Có thể kể đến với một, cũng có một cái giải pháp cũng gây nhiều chú ý và cũng nhiều tranh luận, đó là cái Eclipse, là một cái giải pháp mà họ xây dựng cái lớp execution bằng Solana virtual machine. Nhưng mà cái ở dưới thì họ vẫn đè lên nền của Ethereum. Hoặc là có một cái tên khác mà cũng lâu rồi, đó là Stuxnet, thì họ sử dụng cái hệ thống máy ảo là Cairo virtual machine, nhưng mà về cơ bản họ vẫn là một cái roll-up và họ vẫn đè lên trên nền của Ethereum. Thì đây cũng là một cái cách tiếp cận mà chúng ta có thể thấy là những cái non EVM, tạm gọi là non EVM blockchain, nhấn mạnh lại một lần nữa là tạm gọi là một cái blockchain, thì thuộc cái nhóm này thì họ sẽ tập trung đâu đó vào một cái execution nhiều hơn và tận dụng cái nguồn lực từ Ethereum ở phía dưới. Yeah, thì em có nghe anh Nguyên đề cập tới Eclipse. Thì Eclipse, Nguyên nói là cái dự án thu hút được khá là nhiều sự chú ý bởi vì một cái cấu trúc khá là đặc thù của nó. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì dự án này vẫn đang dừng ở giai đoạn DevNet. Không biết là anh Nguyên có đã từng trải nghiệm những cái dự án như mình, chúng ta đã đề cập tới những cái dự án non-EVM nhưng mà có phần nào đó vẫn liên quan tới hệ sinh thái của Ethereum, mà anh Nguyên đã từng trải nghiệm những cái sản phẩm nào đó như tương tự như vậy chưa? Thì đúng như Tiến nói là phần lớn những cái sản phẩm như thế này thì nó vẫn đang ở giai đoạn là thai nghén ý tưởng, giống như cái mạng lưới gọi là plan trộn cái rất là nhiều virtual machine vào hồi nãy, đúng không? Hoặc là Eclipse cũng là một cái dạng đang ở gọi là ý tưởng và đang triển khai, chưa có sản phẩm. Nhưng mà chúng ta thấy trong thời gian vừa rồi thì Fuel thì họ cũng đã có một cái chương trình là cho người dùng đép cái tài sản lên, thì đép lên thì về cơ bản là mục đích người dùng đép lên thì phần lớn là do điểm thưởng, đúng không? Điểm thưởng airdrop, và mọi người vẫn sẽ đép lên thôi. Tức là vì cái động lực của họ là đâu đó về cái điểm thưởng này. Thì mình cũng đã từng thử cái Fuel, cũng đép thử lên vài lần. Rồi cái mạng lưới của Stuxnet thì cũng có thử
vào vạch một xíu. Thì về cơ bản thì với Fuel thì cá nhân mình chỉ gọi là mới dừng ở cái mức là gọi là đép những cái tài sản lên thôi. Thì cũng chưa có một cái cơ hội để gọi là thử nghiệm nhiều cái sản phẩm ở trên hệ sinh thái này. Nhưng mà về cơ bản là mọi thứ nó vẫn đang còn khá là sơ khai. Còn với Stacknet thì chúng ta thấy là cái câu chuyện của Stacknet bây giờ nó không phải là câu chuyện về phát triển DApp, mà là cái câu chuyện của Stacknet bây giờ nó là cái bài toán về chi phí vận hành của họ. Cái chi phí fixed cost, cái chi phí cố định của họ khi mà vận hành cái rollup này hiện tại nó vẫn chưa được tối ưu. Thì đây là một cái câu chuyện mà chúng ta đã nói về cái rào cản, cái hạn chế khiến cho cái công nghệ Zero Knowledge nó chưa thực sự bùng nổ và nó vẫn đang còn bị nghẽn. Thì anh em có thể tìm lại một tập bọn mình cũng từng nói về cái câu chuyện này rồi. Thì với Stacknet nó câu chuyện như vậy, tức là cái câu chuyện về bài toán của họ và nó khiến cho cái một cái vấn đề mà nhiều người ít quan tâm, đó là cái vấn đề confirm, cái vấn đề gọi là xác thực, làm sao để chắc được là cái giao dịch ở trên layer 2 của mình nó an toàn và nó không bị đảo ngược và nó được xác thực 100% ở dưới layer 1. Cái đó cũng là một cái vấn đề, và để đảm bảo được cái vấn đề đó thì cái mạng lưới họ sẽ phải đánh đổi lại bằng cái chi phí cố định. Và đặc biệt là với các cái mạng lưới ZK rollup thì cái chi phí cố định của họ ở cái thời điểm hiện tại thì để mà giải được cái bài toán là xác thực đều đặn ở dưới layer 1 thì họ phải có một cái khoản chi phí khá là lớn để làm được cái việc đó. Thì đâu đó là những cái mình rút ra được từ khi mà trải nghiệm cũng như là gọi là thử nghiệm sử dụng các cái sản phẩm ở trên các cái hệ sinh thái này thôi. Còn về gọi là trải nghiệm từ cái góc nhìn của người dùng á nha, chứ không phải là về cái câu chuyện là về mình soi xét cái cấu trúc sản phẩm, thì mình thấy thì nó cũng không mấy là khác, cái trải nghiệm nó cũng không mấy là khác so với các cái hệ sinh thái khác. Thì về cơ bản cũng là những cái ví và những cái nút bấm nó vẫn tương đồng như vậy, cái giao diện thì nó vẫn các cái nền tảng landing hay là cái nền tảng swap thì nó vẫn như vậy thôi. Ok, thì chắc là chúng ta nói một xíu về cái nhóm còn lại ở trong cái phần nhóm nền EVM mà chúng ta có chia hồi nãy. Thì cuối năm 2024 thì có thể chúng ta sẽ đón chào một cái phiên bản cập nhật, một client nó tên là Fidancer ở trên Solana. Thì cũng có nhiều người chia sẻ đây có thể là một cái cú hích cho cái hệ sinh thái nền EVM này. Nhưng mà không biết là từ những cái thông tin của Tiến thì Tiến thấy là cái phiên bản client này nó có gì đặc biệt hay không, và nó có thực sự xử lý được những cái điểm nghẽn hiện tại ở trên Solana, một cái blockchain non EVM mà mọi người nói đến khá là nhiều thời điểm vừa rồi, đặc biệt là sau những cái tin đồn về ETF. Yeah, khi mà nhắc tới cái bản cập nhật Fidancer này á, có khá là nhiều những cái bài post, những cái bài đăng, những cái title họ nói tới cái việc là Fidancer này sẽ là một cú hích cho blockchain Solana, tăng trưởng vượt bậc của Ethereum, rồi sẽ đưa Solana đến với cái danh hiệu là Ethereum Killer, vân vân. Chúng ta rất là nghe nhiều câu chuyện đó đúng không? Thì để nói một cách đơn giản về bản cập nhật Fidancer này, rất là nhiều những manlet siêu. Thì chúng ta hiểu cơ bản về cái khái niệm client trước đã. Trong blockchain, trong cái lĩnh vực blockchain á, thì cái client có, tức là một cái phần mềm, nó giống như là một cái phần mềm sẽ thực hiện những cái tác vụ giống như là xác thực giao dịch này, chúng ta sẽ duy trì cái bản chụp của blockchain, hoặc là tương tác với lại những cái nốt khác nhau trong một cái, trong cái mạng lưới blockchain. Thì đó là những cái tác vụ cơ bản của một client. Ở thời điểm hiện tại thì đối trên Ethereum chúng ta đang có khoảng 6-7 những cái client gì đó, bao gồm như là Nidamine, rồi Open Ethereum, rồi những cái client như vậy. Tuy nhiên á, trên Solana thì tính tới thời điểm hiện tại chúng ta đang có hai cái client lớn, đó chính là của Solana Labs và của Zito Lab. Mà trong đó chúng ta có Zito Lab chỉ vừa được phát triển đâu đó khoảng từ cuối 2022 cho tới thời điểm hiện tại thôi. Trước đó là Solana Lab, và chúng ta cũng có vừa có một cái client nhỏ mới cũng vừa mới được thành lập, thì mình không nói tới bản tới chủ đề đó ở đây. Thì tương tự như vậy thì Fidancer là một cái validator client mới trên mạng lưới Solana. Thì nó được phát triển bởi Zoom và được lập trình theo ngôn ngữ C và C++. Một cái
vì sao người ta lại nói Fire Dancer nó sẽ mang đến nhiều điểm khác biệt trên mạng lưới của Solana ở thời điểm hiện tại, thì chúng ta cần phải biết là ở thời điểm hiện tại thì hai cái client của Solana là lớn nhất của Solana đó, ZitoLab và Solana Lab, và được lập trình bởi cái ngôn ngữ lập trình Rust, và chúng đều đang hoạt động giống như là một cái gọi là một cái cơ chế gọi là monolithic, tức là chúng sẽ thực hiện tất cả những cái task vụ của chúng là như là xử lý giao dịch này, rồi là xác thực consensus này, thì chúng sẽ thực hiện những cái task vụ đó một cách là gộp chung hết với nhau. Nó hơi khác với bên Ethereum, là Ethereum chúng ta có cái consensus thì nó sẽ có những cái phiên bản client riêng, và execution thì nó sẽ có những cái phiên bản client riêng. Còn Solana là nó gộp vô hết, hai cái client này là nó sẽ gộp vô hết. Hai cái client ở thời điểm hiện tại nó đang gộp hết lại với nhau, thì nó tạo ra một cái điểm trừ, đó là những cái lúc mà cần có những cái bản cập nhật hoặc là gặp một cái lỗi trục trặc hệ thống gì đó, thì nó sẽ khiến cho hai cái client này sẽ chúng ta đều biết là trong Solana trong quá khứ chúng ta gặp phải một số những cái tình trạng outage, đúng không, tức là bị sập đâu đó khoảng chục lần gì đó trong khoảng trong những cái năm vừa qua, thì nó cũng một phần nào đó liên quan tới những cái hạn chế về cái monolithic design này của hai cái client lớn này của trên Solana. Thì Fire Dancer xuất hiện với lại một cái kiến trúc mới, gọi là chúng sử dụng cái kiến trúc gọi là modular. Thì cái này nó sẽ tách biệt những cái chức năng chính của cái client Fire Dancer, tức là chúng tách biệt cái việc xử lý giao dịch với lại cái việc networking hoặc là consensus, thì chúng sẽ tách biệt như vậy. Thì chúng sẽ tách biệt ra những cái module khác nhau, và mỗi cái lần mà những cái chức năng này, cái tính năng này cần được cập nhật thì nó sẽ không bị ảnh hưởng tới những cái tính năng khác trong hệ thống, kiểu như vậy. Thì nó sẽ tạo ra được một cái sự linh hoạt, cho phép là những cái việc nâng cấp nó diễn ra một cách dễ dàng hơn, hoặc là nó tối ưu hơn về mặt gọi là xử lý những cái giao dịch. Bởi vì nó về mặt lý thuyết, hoặc là nhiều bên Zoom tuyên bố thì Fire Dancer có thể giúp cho Solana đạt tới cái ngưỡng cửa gọi là xử lý tới khoảng 1 triệu giao dịch, và 1 triệu giao dịch một giây, kiểu như vậy. Thì mặc dù là theo như mình thấy thì ở thời điểm hiện tại thì cái con số đó nó vẫn đang vượt quá cái ngưỡng gọi là thực tế mà một blockchain xử lý ở thời điểm hiện tại đó, khoảng vài ngàn giao dịch một giây, kiểu như vậy. Thì tất nhiên là bên cạnh những cái việc gọi là siêu liên quan tới bản cập nhật Fire Dancer này, thì vẫn có những cái challenge, những cái thử thách mà những cái bản Fire Dancer, cập nhật Fire Dancer này cần phải đối mặt. Ví dụ như là cái việc mà như mình nói, cái việc họ ứng dụng kiến trúc gọi là modular vào của client đó, thì nó chưa thể nói chắc rằng nó sẽ không gặp cái vấn đề gì liên quan tới cái vấn đề bảo mật được, và họ sẽ phải xây dựng rất là kỹ, bởi vì họ sẽ không đi theo cái định hướng từ trước của hai cái người đàn anh đi trước, đó là Solana Lab hoặc là ZitoLab, và họ vẫn phải cố gắng tối ưu được cái hiệu suất và vừa phải đảm bảo được cái tính bảo mật, thì nó sẽ càng ngày sẽ càng phức tạp hơn so với lại việc sử dụng theo một cái monolithic design thông thường. Đó sẽ là họ vẫn sẽ có gặp những cái hạn chế như vậy. Tất nhiên là đây vẫn là một cái bản cập nhật mà chúng ta lớn nhất của Solana, theo mình nghĩ là lớn nhất của Solana trong khoảng 2 năm trở lại đây. Nhưng mà chúng ta cũng cần phải quan sát từ nhiều những cái khía cạnh khác nhau. Nó một phần phát sinh vì cái cấu trúc xử lý giao dịch của Solana nữa, đúng không? Rất là nhiều những cái chúng ta nói là trước đây là có cái câu chuyện về networking layer, một cái giai đoạn mà còn trước khi giao dịch nó được đưa lên on-chain nữa, thì rất là nhiều những cái cấu trúc phức tạp mà Solana nó thiết kế, thì có thể là đâu đó chúng ta sẽ phải chờ là xem liệu cái phiên bản client này nó có thực sự xử lý được những cái câu chuyện đó hay không, và xử lý được một cái câu chuyện là gần như là đặc sản của Solana, đó là cái bot spam. Thì nó là một phần phát sinh của cái cách thiết kế của họ thôi. Thì đúng là như Tiến nói là chúng ta cần phải theo dõi trong thời gian tới. Chắc là chúng ta sẽ có một vài cái dự đoán, tạm gọi là một cái vài dự đoán nhỏ nhỏ về cái xu hướng phát triển của các cái hệ sinh thái nền EVM, những cái hệ thống máy ảo khác. Thì Tiến có nghĩ là trong tương lai chúng ta cần phải có một cái giải pháp mà nó gọi là nó abstract, tức là nó tổng hợp lại những cái hệ sinh thái máy ảo khác nhau không? Tại vì rõ ràng là chúng ta thấy là có một vài dự án họ cũng đi theo cái hướng đó rồi, nhưng mà liệu có thực sự cần không? Tại vì chúng ta thấy là bây giờ, ví dụ như là mình nói về câu chuyện phân mảnh thanh khoản, đúng không? Thì là sẽ có những cái lớp gọi là lớp chain abstraction,
hoặc là sắp tới thì ví dụ như restaking mà nó bùng nổ thì chúng ta lại có những cái phân mảnh về security value chẳng hạn, thì lại đẻ ra một cái lớp abstraction, và rất là nhiều người họ tranh cãi với nhau về cái việc là cái việc phát triển của các cái blockchain hiện tại nó khá là vô nghĩa khi mà từ một điểm họ phát triển bùng nổ ra đa dạng nhiều loại chain khác nhau, nhiều loại máy ảo khác nhau, xong rồi họ phát triển nhiều loại, nhiều cái định dạng thanh khoản khác nhau, xong rồi lại quay trở lại về điểm xuất phát, lại tổng hợp, lại abstract mọi thứ lại về một điểm với nhau. Thì có rất là nhiều những cái ý kiến tranh luận về cái câu chuyện này, thì không biết Tiến nghĩ sao về cái sự cần thiết của một cái lớp abstract nữa, tạm gọi là cái lớp virtual machine abstract. Yeah, thì cái câu chuyện về anh như anh Nguyên đã nói, chưa xuất hiện thêm một cái lớp abstract mới để tổng hợp lại những cái virtual machine này, giống như cái trường hợp của dự án Fluence mà mình đã đề cập bên trên, đúng không? Họ tạo ra một cái lớp plain, cái lớp plain virtual machine bên dưới ba cái lớp virtual machine khác để tổng hợp lại những cái gì trên đó, để nhằm tận dụng cái nguồn tài nguyên từ những cái hệ sinh thái khác nhau này. Theo em nghĩ thì nếu mà ở thời điểm hiện tại chúng ta đã lỡ đi theo cái con đường này rồi, chúng ta đã có rất là nhiều những hệ sinh thái phát triển khác nhau rồi, chúng ta có Solana, chúng ta có Cosmos, chúng ta có EVM đó, chúng ta có ba cái ông lớn đó phát triển theo những cái định hướng khác nhau, thì thì có thể là một cái giải pháp abstract lại thì có thể là nó thực sự cần thiết. Thì theo một cái bài bài blog mà em đọc được của John Charbonneau thì họ đang nói tới một cái giải pháp gọi là cái bản chất của việc là mở rộng cái scaling á, thì họ đang muốn tách biệt ra giữa những, đối với những blockchain EVM họ đang muốn tách biệt ra cái tác vụ giữa của execution layer với lại consensus layer. Tức là từ trước đến nay thì những cái blockchain EVM đó chúng ta đều biết gặp một cái điểm trừ, đó chính là gặp cái tính bottleneck của những cái blockchain EVM, tức là xử lý giao dịch theo cách tuần tự. Thì họ đang muốn tách hai cái lớp này ra, thì cái việc mà tách những cái lớp này ra thì họ cho rằng là việc từng lớp một xử lý cái chỉ xử lý cái công việc của họ thì nó sẽ đạt được cái độ hiệu quả về cái tính scalability hơn, tức là execution layer sẽ xử lý cái việc của execution layer, xong rồi consensus layer sẽ xử lý cái việc của consensus layer, và chúng sẽ hoạt động một cách song song với nhau. Thì cái lý thuyết này theo như họ nói đó chính là nó sẽ đạt được cái hiệu quả về cái việc là tối ưu với lại là scaling. Thì trong bài blog thì có nhiều điểm họ chưa đề cập ra được là chúng ta sẽ thực hiện cái việc này như thế nào, nhưng đó cũng là một cái lý do mà nó giống như là một cái hướng đi khác. Thì cái câu chuyện này nó giống như cái câu chuyện mà chúng ta hay thấy hồi chúng ta đi học hồi còn nhỏ, và chúng ta sẽ có một cái buổi họp làm nhóm rồi chúng ta chia việc cho từng người, sau chúng ta sẽ tổng hợp những cái đầu việc đó lại thành một cái bài tập hoàn chỉnh. Nên cuối cùng thì theo như cái ý kiến của em nghĩ thì những cái giải pháp tổng hợp abstract lại vẫn sẽ là cần thiết ở đối với lại là cái thị trường, cái lĩnh vực blockchain ở thời điểm hiện tại. Ok, thì có một cái mà đặc trưng nhất của những cái blockchain nền EVM chúng ta có thể thấy là họ luôn hướng đến cái việc là xử lý giao dịch song song, đúng không? Một cái hạn chế của EVM thì cũng là một cái hướng tiếp cận khác, và đâu đó khi mà chúng ta tổng hợp những cái cách tiếp cận khác nhau vào chung một cái quy chuẩn thì đâu đó nó có thể nó sẽ tận dụng được điểm mạnh cũng như là bổ khuyết được những cái điểm yếu của từng cái hướng đi. Thì cũng là một cái lý do tại sao mà chúng ta thấy là có một cái sự phân tán trong cách tiếp cận, nhưng mà sau cùng thì chúng ta lại thấy có một cái sự trông là có vẻ là chúng ta đang quay trở lại cái điểm xuất phát, nhưng mà thực ra ở cái giai đoạn giữa thì có thể là các cái giải pháp, cái hướng đi thì họ đã có đóng góp thêm những cái giá trị cụ thể trong cái việc là xử lý giao dịch, tăng cái tốc độ, tăng cái quy mô lên. Thì sau cùng có một cái lớp tổng hợp lại thì nó cũng hay, nó cũng là một cái cách tiếp cận khá là hay, giống như cái việc là chúng ta làm việc nhóm chẳng hạn. Thì như Tiến có đưa ra một cái ví dụ khá là hay rồi đấy, là làm việc nhóm thì về sau cùng thì chúng ta cũng phải tổng hợp lại để đưa ra một cái sản phẩm hoàn chỉnh, thì nó cũng là một cái lý giải khá là hay. Rồi, ok, thì DeFi Discussion tuần này chắc chắn là sẽ rất là nặng về kỹ thuật và cũng khá là khó để nghe đến hết những giây cuối cùng với những cái thông tin như thế này, nhưng mà hy vọng là anh em cũng có thể đồng hành được với bọn mình đến tận những cái phút, những cái giây cuối cùng như thế này trong một cái chủ đề nó khá là khó khăn. Thì thôi thì chắc là cái tập tuần này nó cũng dài và nó cũng khá là nặng rồi, thì chắc là mình với Tiến sẽ xin phép dừng DeFi Discussion tại đây, và bây giờ sẽ là lời chào của Tiến gửi đến các anh em đang nghe DeFi Discussion ha. Yeah, cảm ơn các anh em đã nghe đến cuối tập DeFi Discussion tuần này. Rất là vui khi được lại có cơ hội ngồi đây trò chuyện cùng với anh em về những cái chủ đề thú vị liên quan đến thị trường DeFi cũng như là thị trường crypto trong tuần vừa qua. Rất là mong sẽ được có cơ hội lại cùng tiếp tục với anh em trò chuyện về những cái chủ đề này trong khoảng thời gian tới. Ok, rồi cảm ơn Tiến.
Cảm ơn anh em rất nhiều và chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội được gặp lại nhau và đồng hành với nhau trong DeFi Discussion tuần tiếp theo anh em ha. Rồi bye bye anh em.